Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, tham gia phòng chống dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xác định công tác phòng chống lục bão, tìm kiếm cứu nạn giúp dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu. Tại thời điểm này, các đơn vị đang ra sức luyện tập thành thục các phương án cứu hộ cứu nạn, các đồn biên phòng như Nông Nước, Sơn Trà, Hải Vân, Phú Lộc, Cửa Khẩu Cảng, hải đội 2 sẵn sàng cho nhiệm vụ đồng thời phối hợp với cấp quỹ chính quyền địa phương các phường ven biển tổ chức diễn tập phòng chống lục bão tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị địa bàn hiện nay tất cả các đài canh của bộ đội biên phòng thành phố đều được duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với ngư dân để nắm chắc tình hình trên biển đồng thời hướng dẫn các phương tiện tìm nơi trú đậu an toàn khi có bão áp thấp nhiệt đới bộ đội biên phòng thành phố còn tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão và nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi phối hợp với các sở ban ngành của phường, quận, thành phố tuyên truyền cho ngư dân về các quy định phòng tránh thiên tai khi đi biển. Nắm vững phạm vi hoạt động trên biển, quy ước tần số thông tin liên lạc để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi có gió bão, thành lập các tổ đánh cá, cụm tàu thuyền an toàn, tổ chức các đợt kiểm tra thường xuyên và đột xuất để đảm bảo an toàn hàng hải.